16 năm Lavender Bài Tràng. Từ một spa nhỏ được xây nên bởi niềm đam mê cháy bỏng với làm đẹp, viện thẩm mỹ Lavender ra đời với sứ mệnh mang tới vẻ đẹp tự nhiên và phong thái tỏa sáng cho người phụ nữ Việt. Năm 2020, diện mạo mới mang tên Luxury Spa Lavender Bài Tràng ra đời, nâng tầm chuẩn mực làm đẹp lên một đẳng cấp mới vượt trội hơn. Và ngày hôm nay, sau 16 năm phát triển, Lavender Bài Tràng tự hào khẳng định vị thế số 1 về thẩm mỹ công nghệ cao, với chất lượng dịch vụ làm đẹp chuẩn quốc tế thực thụ tại Việt Nam, với không gian làm đẹp chuẩn luxury, cùng cơ sở vật chất hiện đại, sang trọng, liên tục cập nhật hệ thống công nghệ làm đẹp tân tiến nhất từ các tập đoàn làm đẹp hàng đầu thế giới, mang tới giải pháp trị nám, giảm béo, trắng da. Độc quyền lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên gia đầu ngành với ít nhất 15 năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo kết quả cao nhất cho mỗi liệu trình làm đẹp. Xây dựng quy trình dịch vụ chuẩn luxury đầu tiên tại Việt Nam, mang tới trải nghiệm làm đẹp chuẩn quốc tế thực thụ và sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Với Lavender Bài Tràng, điều hạnh phúc của chúng tôi là sự tin yêu trong suốt nhiều năm của tất cả khách hàng. Vì tất cả những giá trị tốt đẹp, Lavender Bài Tràng sẽ không ngừng tiến bước, chuẩn mực sẽ ngày càng được nâng cao và toàn mỹ. Lavender Bài Tràng, 16 năm tiên phong thẩm mỹ công nghệ cao.